tâm liền bị tạp nhiễm không như thật lợi ích hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Do đây nên trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì vậy Bồ Tát kia phải nên suy nghĩ, ta đối với các pháp quán không như vậy, tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, mãn từ từ, các Bồ Tát kia không nên đám trước vào vị ngọt của các pháp quán về chân như. Vì sao? Mãn từ tử. Vì nếu đám trước vào vị ngọt của sự quán sâu về các pháp chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, tâm nền bị tạp nhiễm, không như thật lợi ích an lạc hữu tình, cũng không trang nghiệm thành tịnh cõi Phật, do đây nên phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với các pháp quán chân như như vậy, tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong đây không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa mãn từ từ, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của các pháp quán duyên khởi. Vì sao? Mãn từ từ vì nếu đắm trước vào vị ngọt của sự quán sâu về vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ, lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên xanh, xanh duyên lão tử. Vô minh diệt nên hành diệt cho đến xanh diệt nên lão tử diệt, tâm điển bị tạp nhiễm không như thật lợi lạc hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Do đây phải trải qua nhiều kiếp mới có thể chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với các pháp quán duyên khởi như vậy, tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, mãn từ tử các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của pháp quán về các thánh đế. Vì sao? Mãn từ tử vì nếu đám trước và vị ngọt của pháp quán bốn thánh đế khổ tập diệt đạo tâm liền bị tạp nhiễm, không như thật lợi ích an lạc hữu tình cũng không trang nghiệm thanh tịnh cõi phật, do đây phải trải qua nhiều kiếp mới có thể chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. vì vậy bồ tát kia phải nghĩ ta đối với pháp quán các thánh đế như vậy tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong ấy không nên đám trước và vị ngọt của nó. Lại nữa mãn từ từ, các Bồ Tát kia không nên đám trước vào vị ngọt của Pháp trợ Bồ Đề Phần. Vì sao mãn từ từ? Vì nếu đắm trước vào vị ngọt của bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tâm liền bị tạp nhiễm không như thật lợi ích an lạc hữu tình, cũng không trang nghiêm thành tịnh cõi Phật, do đây phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề vì vậy bồ tát kia phải suy nghĩ ta đối với pháp trợ bồ đề phần như vậy tuy phải tinh tấn rõng mãnh tu tập không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu nhưng đối với trong ấy không nên đắm trước vào vị ngọt của nó lại nữa mãn từ tử các bồ tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của ba môn giải thoát vì sao mãn từ tử vì nếu đắm trước vào vị ngọt của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện tâm liền bị tạp nhiễm không như thật lợi ích ăn lạc hữu tình cũng không trải nghiệm thành tịnh cõi phật, do đây phải trải qua nhiều kiếp mới có thể chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy, bồ tát kia phải suy nghĩ: ta đối với ba môn giải thoát như vậy, tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong ấy không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, mãn từ tử, tử, các bồ tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa. Vì sao? Mãn tự tử, tử vì nếu đắm trước vào vị ngọt của môn đà la ni, môn tam ma địa, tâm liền bị tạp nhiễm không như thật lợi ích an lạc hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Do đây phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Vì vậy, Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với môn đà la ni, môn tam ma địa, tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn, như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong ấy không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, mãn từ từ, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của vô lượng, tịnh lự vân vân đến giải thoát. Vì sao? Mãn từ từ, vì nếu đắm trước vào vị ngọt của vô lượng tịnh lự, vân vân đến giải thoát, tâm liền bị tạp nhiễm không như thật là ít ăn lạc hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật do đây phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề vì vậy bồ tát kia phải suy nghĩ và đối với vô lượng tịnh nữ vân vân đến giải thoát tùy tình tấn dõng mãnh tu tập không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu nhưng đối với trong đó không nên đám trước vào vị ngọt của nó lại nữa mãn từ tử các bồ tát kia không nên đám trước vào vị ngọt của thắng xứ biến xứ chính định thứ lớp vì sao mãn từ tử? vì nếu đắm trước vào vị ngọt của thắng xứ biến xứ chính định thứ lớp tâm liền bị tạp nhiễm không như thật lợi ích an lạc hữu tình cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi phật do đây phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì vậy bồ tát kia phải suy nghĩ ta đối với thắng xứ biến xứ chính định thứ lớp tùy tình tấn dõng mãnh tu tập không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, mãn tự tử, tử, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của sự tu các bậc trí. Vì sao? Vì nếu đắm trước vào vị ngọt của sự tu các bậc trí, tâm liền bị tạp nhiễm, không như thật là ít an lạc, hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh, cõi Phật. Do đó phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì vậy Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với các bậc trí tùy tình tấn dõng mãnh tu tập không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu nhưng đối với trong đó không nên đám trước vào vị ngọt của nó lại nữa mãn từ tử các bồ tát kia không nên đám trước vào vị ngọt của năm loại mắt sáu phép thần thông vì sao mãn từ tử vì nếu đám trước vào vị ngọt của năm loại mắt sáu phép thần thông tâm nên bị tạp nhiễm không như thật lợi ích an lạc hiếu tình cũng không trang nghiêm thành tịnh cõi phật do đó phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy, Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với hít nằm lại mắt, gió phép thần thông, tuy phải tinh tấn rõ mãnh tu tập, khóc để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, mãn từ từ, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của mười lực như lai bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt vì sao mãn từ tử thì nếu đắm trước vào vị ngọt của mười lực như lai bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt tâm liền bị tạp nhiễm không như thật lợi ích an lạc hữu tình cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi phật do đó phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì vậy bồ tát kia phải suy nghĩ. Ta đối với mười lực như lai, like, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, tùy tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu. Nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, mãn từ từ, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xà. Vì sao? Mãn từ từ vì nếu đám trước vào vị ngọt của đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, tâm liền bị tạp nhiễm, không như thật lợi ích an lạc hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, do đó phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đằng Bồ đề. Vì vậy Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, mãn từ tử, tử, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của 18 Pháp Phật bất cộng. Vì sao? Mãn từ tử, tử. Vì nếu đắm trước vào vị ngọt của 18 Pháp Phật bất cộng, tâm đền bị tạp nhiễm không như thật lợi ích, an lạc, hữu tình, cũng lại không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, do đó phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, vì vậy, Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với 18 pháp Phật bất cộng, tuy tinh tấn dõng mãnh tu tập không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, mãn từ từ, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Vì sao? Mãn từ từ vì nếu đắm trước vào vị ngọt của pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tâm liền bị tạp nhiễm, không như thật lợi ích an lạc hữu tình, cũng không trang nghiêm thành tịnh cõi Phật, do đó phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề Vì vậy, Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với Pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả, tuy tinh tấn rõng mãnh, tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa mãn từ tử, các Bồ Tát kia không nên đám trước vào vị ngọt của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Mãn từ tử thì nếu đám trước vào vị ngọt của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tâm nền bị tạp nhiễm, không như thật lợi ích an lạc hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Do đó phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Vì vậy Bồ Tát kia phải suy nghĩ ta đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tùy tình tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu. Nhưng đối với trong đó, không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, mãn từ từ. Nếu các bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, không nên hiện hành phân biệt. Ta hộ trì tịnh giới bồ tát là do cầu các tướng hảo như vậy. Nếu các Bồ Tát có tâm phân biệt hiện hành như thế, nên biết gọi là phạm giới Bồ Tát. Vì vậy, Bồ Tát không nên tham cầu các tướng hào, chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà nếu Bồ Tát chấp lấy đắm trước tướng hào để thọ trì giới. Nên biết gọi là chấp trước tịnh giới có sự hủy phạm. Nếu các Bồ Tát chấp trước tịnh giới có sự hủy phạm, nhất định không chứng sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thế quyển thứ 587